Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày 2 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 7, đưa tin từ Bộ Tài nguyên nước cho biết, tính đến ngày 25 tháng 7 có hơn 45,4 triệu hectare đất canh tác trên cả nước đã bị hạn hán. 200.000 người và 760.000 gia súc lớn ở Nội Mông, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam và những nơi khác không có nước uống do hạn hán. Từ 8 giờ sáng ngày 24 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 25 do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Phúc Đồn và Kiến Tây ở thượng nguồn sông Mân Giang ở Phúc Kiến, đoạn Hồ Sơn ở sông Lệ An ở Giang Tây, sông Công Thành và sông Duê ở Quảng Tây, một nhánh của sông Quý Giang, sông Trúc Nhĩ Hà ở Hồ Nam và sông Tương Giang ở Hồ Nam, và 15 con sông bao gồm Tiêu Thủy ở thượng nguồn, sông Chú Thiên ở nhánh của sông Liên Giang ở Quảng Đông và sông Vạn Đình, một nhánh của sông Thụy Lệ ở Vân Nam đã trải qua trận lũ vượt mực nước siêu cảnh báo. Mực nước của Thái Hồ đã tăng lên và hiện tại có 25 trạm trong khu vực mạng lưới sông xung quanh Thái Hồ có mực nước vượt quá cảnh báo từ 0,2m đến 1,68m. Ngoài ra, do tác động của nhiệt độ cao và tiết tan, sông Niya và sông Keji ở Tân Cương đã trải qua những trận lũ siêu cấp được cảnh báo. Hiện tại, Bộ Tài nguyên nước duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 4 để phòng chống lũ lụt và có 3 nhóm công tác ở Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Hồ Nam duy trì ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp 3, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Tây, Vân Nam và các tỉnh khác và Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang và Cục Quản lý Lưu vực Hồ Thái Hồ đều duy trì phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4, Nội Mông và Quảng Tây duy trì khả năng chống hạn cấp 4 ứng phó khẩn cấp. Người phụ trách phòng chống lũ lụt hạn hán, Bộ Thị Lợi cho biết sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng trực ban, tham mưu, phán đoán, hướng dẫn các địa phương liên quan làm tốt công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo sớm, lập kế hoạch sử dụng công trình thủy lợi, an toàn hồ chứa trong các mùa lũ, phòng chống thiên tai lũ lụt vùng núi, công tác phòng chống hạn hán, giảm nhẹ thiên tai để bảo đảm an toàn phòng chống lũ, bảo đảm an toàn cấp nước. Còn tại miền Trung Trung Quốc, những cơn mưa xối xả đã bắt đầu từ cuối tháng 6 đã khiến những cánh đồng lúa mì bị ướt sũng, khi ngày càng nhiều ngũ cốc bắt đầu chuyển sang màu đen do mưa và không còn phù hợp để làm thực phẩm cho con người. Chính phủ đã huy động các đội khẩn cấp để thu hoạch càng nhiều càng tốt. Trong một đoạn video được lan truyền rộng rãi, một nông dân 79 tuổi ở tỉnh Hà Nam gạt nước mắt khi kiểm tra thiệt hại. Lượng mưa lớn bất thường cho thấy những cú sốc khí hậu đang đe dọa mục tiêu của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc thúc đẩy khả năng tự cung cấp lương thực của Trung Quốc như thế nào. Các quan chức địa phương cho biết những trận mưa đã gây thiệt hại nặng nề cho vụ thu hoạch lúa mì trong một thập kỷ qua. Để đảm bảo khả năng nuôi sống 1,4 tỷ dân của Trung Quốc, chính là chìa khóa cho sự lãnh đạo của Tập Cận Bình trong việc đưa Trung Quốc lên vị thế siêu cường. Căng thẳng với Hoa Kỳ, đại dịch coronavirus và cuộc chiến của Nga ở Ukraine, tất cả đã góp phần làm cho giá lương thực toàn cầu biến động mạnh hơn trong những năm gần đây, khiến Trung Quốc càng phải khẩn trương trồng thêm các loại cây trồng của mình. Theo các bản tin địa phương, cá nhân các cánh đồng lúa ở tỉnh Quảng Tây và hàng nghìn con lợn ở một trang trại ở thành phố Nam Thông đã chết vì nhiệt độ quá cao trong những tuần gần đây. Sở Cứu hỏa Thiên Tân đã được thông báo để phun nước vào những con lợn bị say nắng trên xe tải. Các quan chức đã cảnh báo rằng nhiệt độ cực cao và lũ lụt có thể gây thiệt hại cho vụ lúa mì ở Tây Bắc Tân Cương. Đất nông nghiệp của Trung Quốc đã bị thu hẹp khi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, gây ô nhiễm nhiều vùng đất và chính phủ bán đất nông thôn cho các nhà phát triển. Sự phân bổ nguồn nước không đồng đều giữa Bắc và Nam Trung Quốc khiến một số khu vực trồng trọt dễ bị hạn hán và những khu vực khác bị lũ lụt. Chiến tranh Ukraine đe dọa nhập khẩu lúa mì và phân bón của Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 2018 đã khiến việc Trung Quốc mua đậu nành và các sản phẩm thực phẩm khác từ Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn. Và những cú sốc cung cầu về lương thực liên quan đến thời tiết là một thách thức khó lường hơn. Yu Wan Liu, một thành viên về kinh tế chính trị quốc tế tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một viện nghiên cứu của Hoa Kỳ cho biết, bạn có thể thực hiện nhiều quy định hơn để ngăn cản chính quyền địa phương bán đất nông nghiệp. Bạn có thể trợ cấp cho nông dân, nhưng thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây ra thiệt hại mà còn rất tốn kém để sửa chữa. Trong tháng này, lượng mưa kỷ lục đã gây lũ lụt ở thành phố Bắc Hải ở miền Nam Trung Quốc. Các khu vực của Trung Quốc bao gồm các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh đã trải qua nắng nóng sớm bất thường trong năm nay, với nhiệt độ có nơi vượt qua 41 độ C trong tháng này. Nhưng lũ lụt ở tỉnh Hà Nam và các khu vực xung quanh miền Trung Trung Quốc, nơi sản xuất hơn 3/4 sản lượng lúa mì của cả nước, là mối lo ngại mới nhất về an ninh lương thực. Để đối phó với những cơn mưa ở Hà Nam, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 200 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai.
giúp làm khô các vụ mùa bị ướt và thoát nước cho các cánh đồng bị ngập lụt. Vào tối ngày 25 tháng 7 vừa qua, do thời tiết đối lưu mạnh, huyện Long Tây đã xảy ra một trận mưa lớn ngắn hạn kèm theo mưa đá cục bộ gây thiệt hại lớn do mưa lớn. Theo thống kê của các ban ngành liên quan, tính đến 12 giờ ngày 26, mưa lớn kèm theo mưa đá đã khiến 9.414 người trong 2.420 hộ gia đình ở 15 ngôi làng thuộc 4 thị trấn là thị trấn Công Trường, thị trấn Hồng Vệ, thị trấn Thái Tư và thị trấn Quan Gia Loan bị thiệt hại nặng nề. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 1.456,92 ha và thiệt hại 1,98 triệu nhân dân tệ, bao gồm thiệt hại kinh tế nông nghiệp 1,83 triệu nhân dân tệ và thiệt hại cơ sở hạ tầng 150.000 nhân dân tệ. Vào tối ngày 25 tháng 7, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, các con đường trong khu vực thị trấn Quan Gia Loan đã bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, dẫn đến hư hỏng nước, sạt lở mặt đường, hư hỏng nền đường và nhiều nơi trong thị trấn đường đi bị gián đoạn. Để loại bỏ các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn, để đảm bảo việc đi lại bình thường của quần chúng, thị trấn Quan Gia Loan đã tích cực tiến hành điều tra và sửa chữa các tuyến đường bị ngập lụt. Theo dự báo, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, do chịu ảnh hưởng chung của không khí lạnh và ấm nên phía đông nam tỉnh Giang Nam, phần lớn Nam Trung Quốc, phía tây nam và đông nam Trung Quốc sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn. Do chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn nên đã xảy ra lũ lụt vượt báo động ở một số đoạn sông thuộc dòng chính của sông Tây Giang, thuộc lưu vực sông Châu Giang, Quý Giang ở Quảng Tây, Bắc Giang, Hàn Giang, Hà Giang ở Quảng Đông, Mẫn Giang và Phúc Kiến, Tam Giang và Phúc Hòa ở Giang Tây, Tương Giang ở Hồ Nam. Ngoài ra, lũ lớn hơn đã xảy ra ở một số sông vừa và nhỏ. Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4 cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam và khu vực tự trị vào lúc 12 giờ ngày 22 tháng 7. Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử và sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra một thông báo chỉ đạo các cơ sở thủy lợi cấp tỉnh có liên quan yêu cầu theo dõi chặt chẽ sự phát triển và thay đổi của lượng mưa, nước, các chế độ và điều kiện lũ lụt, kịp thời đưa ra các cấp độ ứng phó khẩn cấp tương ứng, đồng thời tăng cường tham vấn và nghiên cứu giám sát và dự báo, đưa ra cảnh báo sớm và lập kế hoạch dự án nước, thanh tra, phòng thủ và hỗ trợ kỹ thuật cao cho công tác ứng cứu khẩn cấp, tập trung vào sự an toàn của các hồ chứa để phòng chống lũ lụt, lũ sông vừa và nhỏ, phòng chống thiên tai lũ lụt vùng núi, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Ông Châu Học Văn, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Tổng thư ký Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán của Trung Quốc hôm ngày 1 tháng 8 cho biết, tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến đời sống của gần 35 triệu lượt người, khiến 146 người chết và mất tích, 72.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, tổn thất kinh tế trực tiếp là 123 tỷ nhân dân tệ, khoảng 19 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Châu Học Văn, mặc dù tổn thất là rất lớn, tuy nhiên các chỉ số đều giảm so với mức trung bình trong 5 năm qua, với mức giảm lần lượt là 34%, 64%, 45% và 22%. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cho rằng thiệt hại do mưa bão kể từ đầu năm đến nay tại nước này chủ yếu là do đợt mưa lũ gây ra. Khi đợt mưa lũ này tại 21 tỉnh thành của Trung Quốc như là Hà Nam, Sơn Tây, Nội Mông đã gây ảnh hưởng đến đời sống của 15,4 triệu lượt người, khiến 96 người chết và mất tích. Đặc biệt, mưa lũ tại Hà Nam vừa qua đã khiến 73 người chết. Ông Châu Học Văn nhấn mạnh, cuối tháng này, đầu tháng sau là thời kỳ quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc. Dự tính đến cuối tháng sau, tổng thể tình hình khí hậu nước này là tương đối xấu. Cả phía Bắc và phía Nam Trung Quốc đều xuất hiện dải mưa lớn, cộng thêm các cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nước này có thể khiến nhiều nơi của Trung Quốc xuất hiện mưa lớn và ngập lụt. Thời gian tới, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán, Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp cũng như chính quyền các tỉnh thành sẽ tích cực phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa mưa lũ, hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm thường xuất hiện lũ trên các con sông của Trung Quốc khi mưa lớn và kéo dài liên tục. Trong năm 2021, hơn 70 triệu lượt người Trung Quốc tại 28 tỉnh thành của nước này đã chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỷ nhân dân tệ, khoảng 29 tỷ đô la Mỹ, là mức thiệt hại tồi tệ nhất kể từ năm 1998 đến nay. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!